Ui ui. Ui. Ôi giời ơi. Con gì nhảy? Con rắn to lắm không ạ? Ui. Ui giời ơi. Kìa. Kìa vào đi, vào đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Gì anh? Đâu, cái gì? Gì? Rắn cắn trên lợn rồi. Rắn cắn trên lợn à? Đâu? Rắn to lắm, vừa cắn trên lợn luôn đấy này. Đâu, đâu, đâu. Không tìm thử nào. Nhìn kỹ ở cái chuồng lợn này. Vừa đây xong mà. Nó vừa cắn chết lợn à? Vừa cắn chết lợn xong rồi. Nhìn, vậy nó chỉ ở đây thôi, quay ở đây thôi. Két phát chết lợn luôn. Ôi, 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 cái gì đây? Ôi, 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 cái gì vậy? Ôi, 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 cái gì nó trong cái chuyện kìa? Ôi, xem kìa. Ui, ui, xuống. Con gì đây? Anh em xuống cái nào? Này xuống cái nào? Ui, kìa, nó chạy kìa. Ui, ui, ui. Con gì đấy công ơi? Ui, kìa. Ui, ui, ui. Ui, con đang lung linh kìa. Ui, con gì kinh thế? Ui. Con gì mà nó đẩy cái thuyền này? Ui, con gì nó đẩy cả cái thuyền đi vậy? Ui, đấy, 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 đấy. Kìa, kìa, kìa. Con gì đây? Được đâu? Bao vây nó. Đi, đi. Con gì đấy không ơi? Con gì nó trong này động lại? Chết đi. Ôi sao không thấy động lại thế nhỉ? Một thằng xò tay mở thế nào? Một thằng xò tay mở thế nào? Ôi giời ơi, ôi ôi. Con gì nhảy? Con rắn to lắm không ạ? Ui. Kìa. Kìa vào đi, vào đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ui con gì ấy? Ui con gì nó rầm rầm trong này này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ui. Nó đi hạ xuống không? Đi, 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 đi. Ui, con gì to lắm. Đấy. Cẩn thận, cẩn thận nó đẩy người mình ra đấy. Phóng hướng chân đi nha. Nó đẩy người mình ra đấy. Phóng hướng chân nó cắn vào con bì đấy. Ui, ui nó gầm đấy kìa. Khỏe lắm. Ui, 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 ui. Ui này mọi người này. Xem này, con gì này. Ui nó rung rinh mạnh chứ này. Ui giời ơi. Ui. Kinh thế. Xuống không ạ? Nật, hai thằng nật đấy chứ ạ. Hai thằng, một hai ba nật đấy nhá. Một hai ba này. Ôi, 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 cái gì đây? Cái gì đây? Một tổ. Lưng là một ổ to lắm. To lắm à? Lưng rồi. Lưng ra phối. Ui, nó trong này này. Khả năng nó trong này rồi. Ui, nó mọi người này. Trời ơi. Nó có lung đậy không? Ui, ui, nó lung đậy. Ui, 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 ui cha mẹ trong này. Ui cha mẹ ấn xuôi đây 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 còn nữa này. Ui giời ơi kinh chưa. Ui đây rồi. Đấy nó phi đấy rồi. Ui đứa kinh anh ơi nó phi một vệ rắn rồi. Ui giời ơi. Này chiến này đây còn nữa này. Ui giời ơi. Chết chưa. Ui giời ơi này. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ngửa cái thuyền lên đi. Ngửa cái thuyền lên. Để bỏ hết vào trong thuyền đấy. Đi. Đấy. Ui giời ơi. Nào nâng lên, nâng lên. Nhiều lắm. Cái đằng này cơ. Như đây rồi. Ôi giời ơi. Ôi ôi ôi. Ôi nó chừng nào kinh chưa. Ui chạy kìa. Trèo cây luôn đúng không ạ? Ui nhiều quá. Kinh không? Bỏ hết vào thuyền đi. Bỏ trong cái thuyền cho nó có chạy đi không? Dã man gì. Ui giời ơi bên ngoài. Ôi giời ơi. Ôi nó ngoài nó trèo kinh lắm không ạ? Con này nhanh coi chơi luôn đúng không ạ? Ui giời ơi kìa. Nó chạy kìa. Tay tay tay. Đây đây đây. Ui kinh à. Đức ra xe đấy túi. Đây đây đây. Đây cho mọi người xem này. Này, mọi người này. Đây. Đây này, ổ rắn này. Con nào con đấy nhìn kinh chưa? Ui giời ơi kinh chưa? À con này nó phóng được lại. Ui giời ơi đây 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 nữa này. Đấy, đấy. Vậy nó chả rung rinh cái thuyền à? Bắt đầu vậy. Như vậy nó chả rung rinh cái thuyền à? Như vậy. Kinh chưa? Sợ không? Sợ chứ. Sợ chứ. Nó cầm hết đuôi đi. Này, con nữa này. Đấy, 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 đang trong cái thuyền. Ui, rắn ở đâu nhiều thế anh em ơi. Đây này, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhiều quá. Nhiều quá. Ui, anh ơi. Ui, dở này. Đây, 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 đây. Đây, đánh bắt con này trước. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, không nó cắn rồi đấy. Cắn nha. Ui, to thế. Lâu thế, kiếp. Thế tôi vừa cũng kẹt xuống. Dài vào cái thuyền luôn này. Dài vào cái thuyền luôn này. Dài vào cái thuyền luôn ấy. Cái thuyền luôn, kinh nhờ. Anh em đến đây, cái thuyền nó rầm 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 ấy. Đấy, 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 cứ bỏ vậy đi. Ui giời ơi. Chủ giá trị dã man nhầy. Ui giời ơi. Ui toàn con to thôi. Vào con bự luôn nhầy. Tôi trốn ở trong đây đi. Ui giời ơi. Tí nữa lên tới mặt luôn. Còn đấy nó chuyên bổ nhầy.
cuốn chặt tay mình không gỡ được ra anh nhỉ. Chặt tay luôn đấy. Cái nào chứ. Cũng là toàn bất dạy. Gỡ đuôi ra, gỡ đuôi ra. Gỡ đuôi ra không cuốn mà không gỡ ra đâu. Chỉ sợ luôn. Mình có này. Rồi, thành công rồi. Được rồi. Đây còn mấy con nữa cả. Ui này mọi người này. Đuôi nữa. Sợ anh ạ. Ui giời ơi, đen to gấp đôi con trắng này luôn này. Con đen to gấp đôi con trắng luôn ấy. Đèn to này, nó nằm trong nó nằm trong cái thuyền này, nó ra phối này công này. Nó ra phối trong thuyền à? Ừ. Quấn rồi anh nhặt. Cầm đây đi, cầm đây đi. Cầm đây em ơi. Mới vừa ra phối đấy. Hai anh em đến nó giật mình lên nhảy. Khủng ghê. Đâu? Này em cầm chúng. Tất cả dạ màn rồi. Chưa mọi người. Ui. Này. Ý. Mọi người xem này. Úi giời nó bành kìa. Ghê gớm chưa? Ui giời ơi, ôi giời ơi. Đấy thấy chưa? Ấy. Không tưởng đâu. Quá chi là ghê gớm luôn mọi người nhá. Ừ. Nó quá dữ luôn ấy. Của ai? Con này nếu anh em gặp con này nên tránh xa nó nhé. Bởi vì rất là nguy hiểm đấy mọi người. Kinh ơi. Con người là nó cắn cái là rất là nguy hiểm luôn mọi người. Bỏ nó vào túi cho nó an toàn không ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Con kia nó cũng bóng bẩy anh ơi. Ừ. Mùi như của mùi. Mùi thích sâu đâu nhỉ? Sâu đâu. Phải không? Chắc chủ vườn răng phun. Úi giời ơi. Đến đâu? Đúng rồi. Thế, chính tỏ ở đây rất là nhiều rắn ấy. Mùa này mùa sinh sản của rắn là rất là nhiều rắn luôn mọi người nhá. Toàn có to thôi mà. Chỗ này nó hoang dã này, em con lợn này. Ôi, cái lợn kia mà khủng nhỉ. Trông. Úi giời, quá nhiều luôn mọi người, một bịch luôn này. Loại là con voi đang cắn chết đi. Có khả năng anh em đi xuống cái bãi kia nãy thấy có người gọi bảo nhiều rắn lắm. Đi. Mọi người khả năng là anh em sẽ kết thúc video tại đây mọi người nhá. Mọi người xem được video nếu thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Tất cả mọi người nhá.